Ôi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật tình hình nhảy mũi mọi người ơi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật tình hình cái đàn cá mà đẻ non hôm bữa cho mọi người đó. Thì mình dưỡng full Artemia. Nay cũng 4 5 ngày rồi, thấy tụi nó cũng khỏe rồi đó. Thì mình chuẩn bị là sẽ nhập đàn cho tụi nó. Sẽ nhập tụi nó qua bên cái đàn này luôn ha. Nhập tụi nó qua bên cái đàn này luôn. Thì sẵn đây thì mình cũng sẽ thu hoạch một bầy cá con, rồi đem một con mái rồng sọt đi đẻ nè mọi người. Bụng rất là chà bá luôn ha, chà bá theo cái thế của con cá thôi nha, chứ không phải là chà bá theo ấy đâu nha ha. Thì đây con mái của mình nó đã đẻ rồi, hồi hôm qua nó đẻ 5 con, bữa nay nó đẻ thêm chắc mười mấy con nữa. Hôm qua 5 con thì mình vớt ra rồi ha, bữa nay thì sẽ tranh thủ để mà vớt nó ra luôn, chứ để mình thấy chắc đẻ xong rồi đó, chứ để nó ăn cá con là mệt ha. Bây giờ thì mình sẽ vớt. Đúng lại thì hôm nay thì có thể nói là khá là bội thu. Buổi sáng thì mình phải dọn dẹp để mà mình ra những cái đàn cá ha. Mình cũng sẽ up video ra những cái đàn cá này lên cho mọi người sớm nhất. Đó. Hôm qua thì mình có thu hoạch được một bầy cá con bên đây nữa nè, cũng rồng sọt luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đem con mái này đi đẻ nè mọi người. Là mình vớt nó ra từ hồi tối. Vớt ra từ hồi tối. Cho nó vô đây đi. Chà, cái này nó ấy quá, nó bự quá rồi sao trời. À vậy đi, à không động tới nó là được rồi. À, cái hũ cá cái tà của mình nó bự quá. Đó, rồi đó, vậy là xong rồi đó. Mình còn dư hai cái ấy này, chờ có cá bự mà cá mà bị bụng bự nữa thì mình đem nó đi đẻ tiếp tục thôi. À, sáng giờ cũng lo sắp xếp lại. Bây giờ thì mình sẽ thả cái bầy này nha mọi người. Thả cái bầy này. Cái bầy này là cái bầy bữa bị đá non á, mình dưỡng là được rồi nè ha. Mình dưỡng là được rồi nè. Rất là, có thể nói tương đối là khỏe á, cũng mau lớn, 4 ngày 5 ngày gì rồi. Thì nó cũng thấy nó cũng dí kẹp với tụi ở đây ra nè. Nó cũng dí muốn kẹp rồi ha, có nhỉnh hơn, có phần nhỉnh hơn nữa, nhưng mà có những con rất là bé luôn, bé tí, rất là yếu. Thôi, bây giờ thì cho nó nhập bọn với tụi bên đây luôn nha. Cho nó nhập bọn. Lấy cái thố lại chứ không gì. Đó. Đó. Xong. Có thể nói là xong được một nửa công chuyện buổi sáng rồi đó. Nha mọi người. Xong một nửa công chuyện buổi sáng của cái góc nuôi cá này rồi. Bây giờ thì tới phần mà ngừa bệnh nè. Để chờ mình chút xíu. Mình sẽ ngừa cho hai cái hồ cá mới. Ha, lấy thuốc ngừa. Các bạn chờ chút xíu nha, để mình vô mình lấy chai thuốc. Đây, mình đã lấy chai thuốc rồi nè, xanh metilen nha mọi người. Tại cái ấy của nó, cái mạc của nó ướt rồi, thành ra nó mất rồi. Như đây nước thì mình sẽ nhỏ cho nó 5 giọt đi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, với lại cái bầy bên đây là mình mới vừa nhập. Tầm khoảng 4-50 con nữa, 4-50 con BDS, rồng BDS nữa, thành ra mình sẽ ngừa luôn. Hồ này thì mình sẽ nhỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, ngừa hết luôn nha các bạn. Đó, mỗi lần chuyển hồ là mỗi lần mình phải ngừa bệnh như vậy đó. Đó, tại vì chuyển hồ á, cá nó bị tét, nó sẽ dễ bị bệnh dữ lắm. Người ta là nên ngừa cho chắc nha mọi người. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho tụi nó ăn. Thì hôm nay thì sẽ cho ăn cám. Hôm nay thì sẽ cho bọn cá ăn cám ha. Thôi để mình chọn những cái bầy cá mà ngon ngon chút xíu mình cho ăn cho các bạn nhìn cho nó đã con mắt, chứ nãy giờ nhìn cá con không cũng chán. Đó, hai cái video liên tiếp là mình làm toàn là cá con không, nhìn nó cũng chán ha. Bài này mình tiễn rồi nè, nay ra xịn sò, cực kỳ xịn sò luôn. Và cũng có thêm một cái thông tin là chỗ mình là giãn cách thêm nữa nha mọi người. Giãn cách thêm chắc mười mấy 20 ngày nữa. Lạng hoạn là tới tháng, kéo dài tới tháng 9 luôn á. Đó, thành ra là chưa có thể mà ship, tổ chức ship cá lại cho mọi người được.
máy đồ trong đây là nó bầu hết trơn rồi nè, có mấy con bầu muốn đẻ luôn rồi nè, đó nó chuẩn bị đem đi đẻ luôn. Lỡ rồi cái bài này cũng tới lứa đẻ luôn rồi, chắc mình để lại mình làm giống quá, khi mà sau này mình sẽ share cho mọi người những cái bài cá tơ sau. Nói bài kia thì nó sợ là các bạn che nó già thôi, chứ thực chất ra là cái lứa đẻ này lứa đẻ đầu tiên nè, lứa đẻ đầu tiên cá rất là to, sài cổ ha, và bộ vây rất là đẹp, bao đẹp cái bộ vây đó. Nhưng mà thôi, để sau này mình share thì mình sẽ share những cái bài sau này đi ha. Chất lượng hơn, chất lượng bộ tia bộ trống rất là đẹp, chắc chắn luôn, chắc chắn với các bạn luôn. Đưa bộ trống hơi bị vip. Đuôi cũng đẹp nữa. Đó. Thôi, lên đây ghé thăm cái bầy trên đây đi. Mới vừa hút cặn nó nay mới được có 2 ngày vậy thôi mọi người. Mà nay cặn quá kìa. Ghé thăm lại cái bộ này cho bạn xem, nay nhìn đã lắm, mình nhìn mà mình cũng mê mà. Cá tơ mà nó lên màu vậy nè mọi người, 2 tháng tuổi nè, 2 tháng tuổi mà nó lên đầu sâu ghê không nè. Bầy dưới này nhìn còn phê hơn nữa nè, chói lọi luôn. Coret nha mọi người, Coret ear, trống lên tay kìa mọi người thấy không, trống nhỏ chiếu luôn, tơ rồi luôn mà lên full 2 tay kìa, nhú tay kìa, nhóc luôn kìa. Cá mái đều lên đầu rất là sâu ha. À, thông báo cho mọi người luôn là cái bộ này mình nuôi á, cái bộ của mình á là mái lên tay hơi chậm, nhưng mà lên thì rất là ok, thật sự luôn. Đây là những con mái, đây là con mái nè, đó. Sai khi mà nó lên tay thì sai nó sẽ bự, nó sẽ mập, rất là ngon. Đây là con của con máy King ha, King phun lưng á, không phải dở đâu nha. Đó. Đây là cái đàn cá con của 2 con máy phun tay, 2 bầy mình nhập lại. À, số lượng cũng tương đối là hơi đông một tí. Hết hồ để mà chứa tụi nó. Tụi này thì mình thích nuôi hồ màu đen hơn nha mọi người. Dòng coi nè mình thích nuôi cái nào màu đen với là màu xanh hơn. Nào màu xanh lên rất là sáng cá. Nhưng mà cá con các bạn nuôi, mình thấy nuôi cái nào màu đen để mà bạn dễ quan sát con cá thôi chứ không gì. Dễ quan sát mà con cá nó ấy. Bài này thì đang lên đầu nè, lên đầu cũng khá là mạnh đó, nhưng mà không có mạnh bằng bảy dưới. Tuy bệnh ha, cái bài này thì khỏe mạnh xuân sẻ nè. Cái bài dưới này tuy là có khoảng thời gian nó bị bệnh, nó bị túm đuôi kim á, nhưng mà lên đầu rất là tốt. Các bạn thấy bộ đầu lên ghê không, hết hồng chưa. Ha, bộ đầu lên rất là tốt. Cá mình thì có thể nói là bây giờ là bao la. Mình không biết là bao nhiêu cá luôn, rất là nhiều. Cá con thì bao la luôn. Mấy bữa nay thu hoạch ha, mình nói thật bạn chứ mình thu hoạch không dưới chục bài cá con. Đó, ở trong này thì mình có thu hoạch thêm một bầy nữa nè mọi người, một bầy rồng ri bông con mới đẻ cách đây là 4 ngày. Còn bên đây một con mái nữa nè, chờ nè, bụng thấy cũng căng đó, cũng chờ nó mà nó đẻ nữa thì không biết chỗ đâu còn nhốt, mà nó tới đẻ rồi mà mình không bắt ra đẻ thì uổng, đúng không? Mình phải chờ tiếp ha.
chuẩn bị là sắp thu hoạch nữa đó. Nhiều không? Các bạn thấy cá mình nhiều không? Bao la. Ghé thăm bài này không mọi người? Ông sọt nè. Bộ cá rất là đắc ý của mình hiện tại. Ở đây mình còn một bầy nữa. Coi này lên đầu rất là tốt nha. Bầy này lên đầu hơi bị vip luôn. Đó. Để mình cho nó ăn chút xíu cho bạn xem. Tại sáng này bầy này chưa. Sáng này cái bầy cá nhỏ mà mình chuyển á, là mình cho nó ăn Artemia sớm rồi. Mình có ấp mẻ Artemia cho cá beta con ăn kìa. Sẵn mình dưỡng mấy con cá yếu á. Thôi, tới đây thôi, chia sẻ với mọi người tới đây thôi nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.